Chắc à, hai ký đấy, thì hình như là 300 mấy ký đâu. Cho mẹ đi xem. Cái gì? Một 300 mấy là thì bên kia là 336 à. Thì đây đúng 72 mà. Ở đây có bán cà thu không nhỉ? Em thích mua cà thu về ăn Tết. Cà thu quá. Cà thu ở đây có bán. Em bao giờ ăn đi? Chiều mai về, em mua ít cà thu. Chiều mai. Mẹ Hương ơi, anh hỏi là anh. Em hỏi bên kia có cá thu tươi không? Cá thu tươi ạ? À? Mày đặt thôi, nhưng không có để làm gì. Chú thôi thôi, để khỏi đi. Mày cá thu để em ăn hỏi. Để không cần đâu, em có bà con họ hàng đây. Không, nó gần đây. Để không, ở cái đường Vi Vấn ấy, tức là em có làm cái bán cá khô, bán mực nữa, mực nắng hay nắng. Không, đây cái nhà này nó đi. Nhưng mà giá cao, giá đi ghe. Đi ghe, coi như chẳng hạn như đấy. Nhà anh coi như cũng mua coi như cá cơm hũ đỏ, cái này coi như. Ở đây họ bán bao nhiêu một ký? Anh chẳng biết. Thì họ xem giá như mắc không? Để không để sang nhang em có ba ó hò ấy. Ở ngay đường Phi Vân ở chỗ mà sau cái khách sạn ngay trước Hoa Phường, bây giờ biết để tên gì không? Sau đó. Con phải để cách xa ra một chút. Con để đây con. Ấu xô rồi đó rồi. Con đông. Con để đi. Đây. Chứ gì mà nó bay rồi. Chống rồi. Chống rồi quá.